Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp của Tòa soạn Gia đình Việt Nam. Bản tin được phát trên mạng Internet tại địa chỉ gia đình online.vn. Trong bản tin tuần này sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cháy vé xe khách dịp lễ mùng 2 tháng 9. Lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết World Cup năm 2022. Dừng kiểm tra thẻ hành lý ký gửi tại ga đến sân bay nội địa. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan đã được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức trang trọng, thiết thực trên nhiều khu vực trung tâm thành phố như quảng trường Ba Đình, khu vực Hồ Gươm, nhà hát lớn và nhiều tuyến đường thủ đô. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Chắc chắn rằng không chỉ riêng ở Hà Nội, mà bất kỳ ai khi sinh ra đã là con dân Việt Nam, mang trong mình dòng máu tự hào của dân tộc, thì đều không thể không nhớ đến thời khắc lịch sử thiêng liêng, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những ngày gần đây, ai ai cũng có thể nhìn thấy khắp phố phường của thủ đô Hà Nội đều được trang hoàng cờ hoa, băng rôn rực rỡ để chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa từ mùng 2 tháng 9 năm 1945 đến mùng 2 tháng 9 năm 2022. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Gia đình Việt Nam, tại nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm thủ đô như Nguyễn Tri Phương, Lý Thái Tổ, Hàng Bông đều đã sẵn sàng cho ngày lễ kỷ niệm thiêng liêng của dân tộc với lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu trước cửa mỗi căn nhà. Nhắc đến ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Cái việc theo cờ nó thể hiện là cái lòng tự tôn và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Thì cái việc theo cờ thì tới cái ngày 2 tháng 9 thì mình theo cờ thì nó thể hiện là cái ngày mà mình cảm nhận là cái ngày đó là thể hiện cái lòng không những vậy, hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan này được thực hiện nhằm khích lệ, cổ vũ thế hệ người trẻ Việt Nam tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ mùng 2 tháng 9 hoặc những ngày lễ của đất nước Hà Nội cứ là toàn dân đều thực hiện, đều có cái phong trào để nhớ tới và phải treo cờ Tổ quốc. Việc treo cờ khắp phố phường trước các dịp lễ quan trọng dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân thủ đô. Bởi lẽ, hành động này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta từ bao đời nay. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Vì vậy, lượng khách tại các bến xe dự kiến sẽ tăng mạnh. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, nhiều đơn vị vận tải đã tăng cường số chuyến, đồng thời cam kết không tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ. Theo tìm hiểu của phóng viên Gia đình Việt Nam tại bến xe nước ngầm, lượng khách có sự gia tăng đột biến về luồng khách đi vào chiều ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Khách về sẽ tập trung chủ yếu vào ngày 4 tháng 9. Trong những ngày cao điểm, lượng khách tăng từ 200 đến 300% so với ngày thường và ước đạt 16.000 lượt khách trên ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu tại các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng. Giá vé năm nay thì có chênh lệch so với 2 năm về trước bởi vì xăng dầu thì ngày càng tăng giá, rồi cứ tăng liên tục đến suốt 8 tháng đầu năm. Rất khó khăn cho nhà xe, và đặc biệt dịp lễ thì bên nhà xe vẫn giữ nguyên giá vé chứ không tăng giá vé. Trước tình trạng lượng khách tăng cao, các nhà xe đã cam kết thực hiện kê giá, niêm yết giá và tuyệt đối không lợi dụng lượng hành khách tăng cao trong dịp lễ để tăng giá, thu cao mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh. Tối ngày 29 tháng 8 tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc World Cup lần thứ 6 năm 2022 đã chính thức khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt với lễ bế mạc, gala trao giải, chúc mừng thành công.
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, vào tối ngày 29 tháng 8, giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ 6 năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp với lễ bế mạc, trao giải và gala mừng thành công. Đến dự lễ bế mạc và trao giải vòng chung kết Press Cup năm 2022 có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo giải Press Cup năm 2022, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng trưởng ban tổ chức giải, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức Press Cup năm 2022 cùng đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các đội bóng tham dự Press Cup năm 2022 cũng đông đảo các nhà báo, phóng viên và các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các cổ động viên đến theo dõi, cổ vũ. Phát biểu tại lễ bế mạc và gala trao giải, ông Lê Quốc Minh gửi lời chúc mừng đến 12 đội bóng đã hoàn thành các trận, chúc mừng đội nông thôn ngày nay, tân vô địch Press Cup năm 2022. Cũng tại lễ bế mạc và gala trao giải, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức Press Cup năm 2022 nhấn mạnh, với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tỉ mỉ từ đầu, Press Cup năm 2022 đã thực sự tạo ra được những trận đấu chất lượng với những bàn thắng mang đẳng cấp cao và đặc biệt là cuộc giao lưu tình cảm, ý nghĩa của người làm báo cả nước. Với 21 trận đấu diễn ra cùng những pha bóng gây cấn, những bàn thắng đẹp, đẳng cấp, chức vô địch Press Cup năm 2022 đã thuộc về đội bóng Báo Nông Thôn ngày nay. Press Cup năm 2022 đã chính thức khép lại với những dư âm ấn tượng sẽ còn mãi. Chia tay thành phố Cẩm Phả với những cuộc gặp còn dang dở để hẹn gặp lại ở những mùa giải sau Press Cup năm 2023. Thưa quý vị, nhằm tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục, tạo luồng di chuyển ra về thông thoáng cho hành khách, mới đây, một số hãng hàng không trong nước đã phối hợp với cảng hàng không bắt đầu triển khai dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra các nhà ga đến nội địa. Một số hãng hàng không Việt Nam, trong đó có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, đã phối hợp với các cảng hàng không bắt đầu triển khai dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra các nhà ga đến nội địa. Việc này nhằm tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục, tạo luồng di chuyển ra về thông thoáng cho hành khách. Để thuận tiện nhận biết hành lý, các hãng lưu ý hành khách nên cá nhân hóa hành lý của mình như gắn thẻ nhận dạng hành lý, nêm tác, có thông tin tên và số điện thoại trên vali, không kiểm tra thẻ hành lý ký gửi tại ga đến đã được triển khai từ lâu tại các sân bay quốc tế trên thế giới. Tại Việt Nam, thực tế, việc dừng kiểm tra thẻ hành lý đến ga nội địa đã từng được một số hãng hàng không triển khai trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nếu dừng kiểm tra thẻ hành lý tại các lối ra có thể dẫn tới tình trạng tìm kiếm hành lý thất lạc bị khó khăn hơn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.